Em chào các bác, em muốn giới thiệu đến các bác một cặp loa Bass 40. Hy vọng là với cái tầm giá của cặp này thì nhiều anh em có thể sở hữu được những cái dòng loa Mỹ rất là hay này. Các bác nghe một lúc em sẽ giới thiệu chi tiết về cặp này. Rất là đẹp đấy ạ. Đây là cặp sạc Vin Vega của Mỹ Bass 40. Đấy, với cặp này thì với cái tầm giá cực kỳ tốt để anh em có thể sở hữu được một cặp loa Bass 40 sạc Vin Vega. Đây là cặp sạc Vin Vega 351 Bass 40. À, đầu tiên anh em nhìn bề ngoài của nó đi. Đây có thể gọi là một cặp khủng rồi. To, gấu, tiếng bass thì vừa rồi anh em nghe những cái dòng nhạc như vậy mà tiếng bass nó còn lên. Dòng này thì nó sở hữu cái dòng bass nó phải nói là cực kỳ uy lực. Với cái màu vân gỗ của dòng này nó là đặc trưng của dòng đời đầu nhá các bác nhé. Nhìn cái vân gỗ của nó có cái tính rất là tự nhiên. Đó. Màu vàng ba loa. Đây là tép kèn. Trong này nó có một cái kèn này. Đây là một cái lưới để nó chống bụi, với cả nó làm cái âm tép nó mịn hơn. Đấy. Đây là cái lưới của loa chung. Và đây là Bass 40. Lòng bass của những cái dòng mà đời đầu ấy, bao giờ em để ý, bao giờ nó cũng sâu hơn. Đấy. Cặp này nó cao khoảng gần 1 mét. Đấy, để em đo bề ngang cho các bác nhé. Bề ngang của nó là hơn khoảng 2 găng rưỡi của em, rơi khoảng tầm 50cm. 50cm các bác nhé. Chiều sâu này. Chiều sâu thì nó khoảng tầm 45-47 gì đấy. Khoảng gần 50cm. Chung quy đây là một cặp loa mà chất âm hay. Và quan trọng nữa gì? Quan trọng nữa là rất là dễ ghép âm ly. Vừa rồi các bác có nghe một cái dòng đĩa, bây giờ em sẽ thử một cái dòng đĩa khác, một cái dòng nhạc khác cho bác nghe nhé, để các bác xem là cái chất âm của nó như thế nào. Và đến cuối cùng em sẽ để cho các bác xem là em đang chơi bằng âm ly gì. Đấy, quan trọng là lúc cuối em sẽ để các bác xem em đánh bằng âm ly gì. Bây giờ nếu mà nói em đang đánh âm ly gì luôn ý, thì có khi có lẽ là mất hay. Đấy. Bây giờ em sẽ mở tiếp một bài nữa nhá, các bác nghe nhá. Em sẽ để xa, tại vì cái không gian ở đây nó quá hẹp. Còn nếu mà rộng em sẽ để xa cho nó tách tiếng tốt hơn. Em sẽ mở to tiếng cho các bác chú ý lắng nghe này. Đây, bass nó lên nhá các bác nhá. Đây, xuống hết nhà luôn. Rung là rung các cái đồ ở đây đấy nhá các bác nhá. We'll be right back.
em giới thiệu tiếp nha các bác nha. Cặp này thì nó là một cặp bát 40, tuy nhiên thì không phải thế mà nó đòi hỏi một cái âm ly công suất lớn đâu. Đấy, dòng sạc pin 351 này và tất cả những cái dòng sạc pin nhìn chung thì cái độ nhạy nó rất là lớn, độ nhạy nó rất là cao. Như cặp này độ nhạy nó rơi vào khoảng tầm độ hơn 100 decibel đấy. Em nhớ không nhầm thì khoảng 102 decibel. Và đây là cặp đời cổ của sạc pin Vega. Đấy. Các bác cứ chơi sạc pin Vega thì cứ dòng hét. Đây là hét. Nó viết là HED thì nó được gọi là dòng đời đầu. Đấy, HED. Đấy, 351. Hai lỗ thở này. Đấy. Dòng này nó độ nhạy cao như vậy, do đó thì cái phối ghép âm ly nó vô cùng là dễ. Vô cùng là dễ luôn. Hôm nay cặp này về trong tình trạng thì em quay cho các bác thì để em đánh giá thì có thể là nó sẽ hơi thiếu ánh quang bởi vì đây là cái hàng của em. Tuy nhiên thì quay như này các bác cũng đều biết là những cái cặp này về trong tình trạng như này là rất là ok rồi, rất là đẹp rồi. Anh em bày phòng khách rất là tuyệt vời. Và với cái cấu hình nó rất là gấu, bát 40 nhá, mà lại Mỹ nhá. Thì bây giờ anh em sẽ để giá tiêu đề tin và giá của cặp này. Giá tốt, em sẽ để cho các bác giá tốt. Không phải cặp nào cũng như nhau nhá, đồ cũ này mà. Cặp này em nhập được giá tốt, em sẽ để cho các bác giá tốt. Và em mong muốn là khi anh em cái tầm giá này, anh em có thể xem những cái model tương tự hoặc là những cái hãng khác đi. Đấy, mình ví dụ mình so sánh cái tầm tiền cặp này thì đương nhiên là ngoài 20 triệu rồi. Và cái tầm tiền của cặp này thì anh em mua được những cặp gì. Ví dụ em nói em mang áng áng Pioneer thì các bác mua được dòng Pioneer CS88A bát 30. Đấy. Tầm tiền đấy nhá. Đấy, Pioneer là cái để anh em dễ hình dung nhất. Vậy cặp nào nó hợp lý hơn? Và với cặp này thì cái độ nghe đa di năng thì nó hơn hẳn cặp 88A. Khẳng định một điều là như thế. Độ nhạy cao hơn và chơi phối ghép nó dễ hơn nhiều. Đấy. Nếu mà để 88A mà các bác nghe mà hợp lý thì các bác sẽ nghe những dòng receiver cổ. Đấy, thì nghe nó sẽ ổn hơn và nó thiên về dòng nhạc vàng. Trong khi cặp này thì nó dễ ghép hơn và nó đa năng hơn. Đấy, và lại là bát 40 mà lại Mỹ, tiếng cực kỳ tuyệt vời. Dòng này anh em có thể đánh với dòng âm ly Class A khoảng tầm độ 30W một vế là anh em có thể chơi được con này rồi. Hoặc anh em có thể đánh đèn. Đấy, và âm ly ghép cho cái cặp, những cái cặp bát 40 này em đã ghép rất nhiều những âm ly cỏ rồi. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên em ghép cho các bác nghe thử với dòng này. Bây giờ mà em quay cái âm ly vừa xong em ghép thì sẽ có hai cái. Một là các bác có những cái nhận xét chủ quan và có những cái nhận xét khách quan. Đấy, có thể nếu mà bây giờ quay mà là vừa rồi em có thử bằng cái âm ly đèn thì rất nhiều bác vào tiếng chi tiết rồi thế này thế kia, nhưng mà vừa rồi là em thử bằng âm ly này này này, âm ly hát dòng 203-35 bãi Hàn Quốc, con này sản xuất năm 2001. Đấy, vừa rồi em ghép bằng con này 203-35. Đấy, để các bác thấy là dòng này nó rất đa năng, âm ly nghe nhạc, âm ly hát. Và các bác để ý âm ly hát thì cái phần chung này em cắt. Đấy, tép em cho vừa thôi. Thì vì dòng này chỉnh tép rồi âm sắc chung nhất nó lên rất nhiều. Đánh vào những cái dòng loa độ nhạy cao như cặp này mình tiết chế bớt chung với âm, trung âm mình tép đi. Với dòng này nhá, thì mình làm như thế. Với những dòng khác em tư vấn cho các bác âm ly nghe nhạc thì các bác tiết bớt cái chung đi. Tại vì đây là âm ly hát, bản thân chung nó đã rất nhiều rồi. Nó không khác gì equalizer. Khi các bác cắt chung này thì giống như equalizer, các bác chỉnh theo cái hình chữ V như này. Đấy. Thì đây là tép này, bát này nhiều và chung ít. Thì khi mình dùng âm ly karaoke thì mình thế. Mình cắt cái này đi, cái này mình cho lên thì nó như là hình chữ V. Đấy là cách chỉnh để nghe nhạc. Còn hát thì nó khác. Một lần nữa em quay lại cho các bác xem cặp này nhá. Giá sẽ để tiêu đề tin và em khẳng định là các bác này, cặp nào giá tốt, hợp lý, tầm tiền và quan trọng là loa nó zin thì sẽ có giá của loa zin. Và trường hợp được hợp lý em sẽ để cho các bác hợp lý. Và mong muốn của em là ai cũng có thể sở hữu được cặp bát 40 này. Đấy. Mình thì không thể làm mà phổ cập bát 40 được bởi vì không thể làm mà tay to mà có nhiều bát 40, có nhiều loa sạc pin được. Nhưng mà mong muốn là để
để cho anh em chơi tiếp cận được với cái tầm ngân sách. Cặp loa rất đẹp các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy. Giá em sẽ tỉ tiêu đề tin, em nhắc lại một lần nữa, rất nhiều anh em không nghe hết clip thì vẫn hỏi, mà thậm chí để tiêu đề tin vẫn hỏi. Đấy, em phải nhắc lại như thế để các bác chú ý. Đấy, còn nói về loa, nhân tiện đây nói về cái loa bãi này, thì đồ bãi thì nó rất nhiều mánh, rất nhiều những cái yếu tố ABC để có thể giá rẻ hơn, để có thể thế này thế nọ. Tuy nhiên là với cặp loa zin nó sẽ có giá của nó, các bác cứ yên tâm điều như vậy. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.